chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh Ichimoku Chị Phát và đang trong video khuyến nghị mã cổ phiếu của em Thanh Thúy. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã click vào video này. Và anh chị nào quan tâm yêu thích thì hãy thả ngay cho em Thanh Thúy một nút like, một nút share, một nút subscribe. Like để ủng hộ tinh thần em cũng như là tăng tương tác cho kênh quý anh chị nha. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành trên chặng đường đầu tư thì anh chị cũng có thể liên hệ số điện thoại 0949083953 đang có ở trên màn hình. Thì em sẽ hỗ trợ cho mình, một là mở tài khoản chứng khoán SI, hai là chuyển ID về bên em được hỗ trợ chăm sóc cũng như là có được những cái tín hiệu mua bán kịp thời anh chị nha. Anh chị nào mà chưa tham gia vào room Zalo cộng đồng thì có thể là quét mã QR ở góc trái màn hình để có thể là tham gia vào room, thì em sẽ hỗ trợ trả lời về các mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm. Ok, thì chúng ta hãy đi vào chủ đề chính trong ngày hôm nay. Thì như các anh chị cũng đã thấy trên cái thumbnail, đó là thực hư chuyện Go Live hệ thống KRX vào ngày 25 tháng 12 và liệu các mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán SSI, HCM, VND, VCI, VX hay là SHS, MBS sẽ ra sao anh chị nha. Ok, thì chúng ta hãy đi vào chủ đề chính luôn. Thì đâu đó trong ngày hôm qua thì anh chị cũng đã đọc được những cái văn bản như thế nào, đúng không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 12 2023, đó thì Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo đến các công ty chứng khoán về kế hoạch tiếp tục kiểm thử phát của dự án công nghệ thông tin KRX. Thời gian sẽ từ ngày 22 tháng 12 cho đến 24 tháng 12. Đó, tức là từ thứ sáu đến chủ nhật vào tuần sau. Và cái báo cáo kết quả kiểm thử cho giai đoạn phát này sẽ rơi vào ngày 25 nha, báo cáo trên sàn HOSE sẽ vào ngày 25. Và anh chị cũng cũng đã có trong cái kế hoạch của KRX, anh chị có cái kế hoạch đó là hệ thống KRX sẽ đi vào hoạt động vào ngày 25 tháng 12. À, vậy ha, 25 tháng 12 là cái hệ thống KRX đã bắt đầu vận hành. Và các anh chị đang mua các mã cổ phiếu chứng khoán với một cái gọi là một cái kỳ vọng, đó là KRX sẽ đúng kế hoạch, đúng không ạ? Sẽ đúng kế hoạch, sẽ go live đúng kế hoạch vào ngày 25 tháng 12. Tuy nhiên, cái thông báo này lại cho thấy rằng là sẽ phải kiểm thử anh chị ha, sẽ phải kiểm thử tiếp tục kiểm thử vào ngày 20 cho đến là ngày 24 và sẽ thông báo vào ngày 25 cho sàn HOSE. Thì liệu rằng cái việc mà KRX có thực sự vận hành vào ngày 25 tháng 12 hay không thì anh chị cũng có thể thấy rồi, xác suất rất thấp, đúng không ạ? Xác suất rất thấp và khả năng rất cao là sẽ tiếp tục trì hoãn. Và nếu như KRX, hệ thống KRX Go Live bị trì hoãn thì các mã cổ phiếu chứng khoán lại tiếp tục có những cái nhịp rung rú. Đó, anh chị có thể là nhớ đến cái nhịp lần trước khi mà có một cái rumor, một cái tin đồn về việc đó là KRX có thể hoãn vận hành vào 3 tháng nữa nha. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin nào mà có xác nhận về cái việc này nha, chưa có một cái tổ chức nào confirm, đúng không ạ? Thì do đó mặc dù là rumor thôi mà các mã ngành chứng khoán nó đã có những nhịp rung rũ rất mạnh nha, rung rũ rất mạnh, và nó đã lan tỏa đến những cái mã phiếu khác bên nhóm thép này, dầu khí này, bất động sản và thị trường hôm đó có những cái nhịp giảm điểm tương đối sâu. Đó, cho nên là anh chị có thể là chú ý ở những cái nhịp lần này, đặc biệt là đối với các mã cổ phiếu chứng khoán. Ok, thì chúng ta hãy đi vào phân tích kỹ thuật chị nha, phân tích kỹ thuật. Đối với SSI ngày hôm nay thị trường vào cuối phiên đã có những cái nhịp tăng điểm tương đối tốt, đúng không ạ? Có những cái nhịp tăng điểm tương đối tốt. Tuy nhiên đối với SSI nó lại đang mất đi cái đà của nó anh chị. Thì hiện tại anh chị có thể thấy hôm nay nó đang có ngay cái vùng giá 23.95, tức là đang sát cái vùng target quanh vùng 33 cho đến 33.3 rồi. Tức là những cái vị thế T cộng quanh cái vùng 31, 32 đang chốt lời ở quanh cái vùng này nha, đang áp lực chốt lời ở quanh vùng này. Do đó đang có những cái nhịp rung rũ, đúng không ạ? Đang có những cái nhịp rung rũ về cuối phiên. Thì đối với việc SSI sắp tới sẽ có phát hành thêm với tỷ lệ 11 nha, 11 vào cái như là đâu đó mua với giá là 15.000 đồng. Ở 15.000 đồng. Thì đối với SI anh chị nào mà đang nắm giữ ở những cái vị thế tốt thì mình có thể cân nhắc chốt lời ngắn hạn, thực hiện hóa lợi nhuận ngắn hạn đối với mã cổ phiếu SI với một cái target là 33 cho đến là 33.3. Nếu như mà có những cái nhịp tăng rướn lên như vậy thì anh chị cũng nên cân nhắc chốt lời, biệt là đối với anh chị nào mà không muốn mua phát hành thêm. Anh chị nha. Và anh chị nào muốn mua phát hành thêm, anh chị vẫn có thể chốt lời ngắn hạn được luôn. Thì sau đó chúng ta sẽ chờ đợi những cái nhịp rung rũ để mình có thể là tham gia lại và mình sẽ lấy cái phần đó để mình có thể là mua phát hành thêm anh nha, mua phát hành thêm. Và đặc biệt anh chị có thể lưu ý này, khi mà gần đến ngày 24, ngày 25 tháng 12
Tức là sẽ có những cái thông tin, sẽ có những cái rumor tiếp tục nó đưa ra thị trường về việc là KRX có thực sự là go live hay không. Đó, anh chị lưu ý nha. Thì khả năng cao trong 2 ngày này sẽ có những cái thông tin không tốt nha, sẽ có những cái thông tin không tốt. Thì do đó anh chị nào mà đang nắm giữ đối với các mã cổ phiếu chứng khoán thì anh chị có thể là cân nhắc thực hiện hóa lợi nhuận trước ngày 24 nha, trước ngày 25, đặc biệt là trước ngày 25 anh chị nha, có thể thực hiện hóa lợi nhuận trước ngày 25. Và nếu như mà ngày 25 nó có những cái nhịp rung rũ, khi mà có những cái tin đồn như vậy thì anh chị có thể là hoàn toàn có thể tham gia lại được đối với các mã cổ phiếu này nha. Khi mà nó về được cái vùng hỗ trợ của, ví dụ là SSI, thì vùng hỗ trợ của nó sẽ là quanh vùng 31.1 đó anh chị nha, 31.1 và thậm chí 32.1 anh chị cũng có thể lấy được luôn đây nha. 32.1 là một cái vùng hỗ trợ cũng tương đối ở trong khung H1, thì anh chị có thể lấy được đâu đó 10 đến 20% và lên về được cái vùng 31 thì anh chị có thể gia tăng thêm đối với SSI. Nói chung là cái việc mà anh chị thoát hàng ra đối với SSI trước ngày 25 là cũng là một cái điều tương đối ổn anh chị ha, tương đối ổn khi mà mình không đánh cược vào cái việc là KRX có thực sự go live hay không. À, tức là mình không đánh cược vào cái việc đó. Còn nếu như mà anh chị kỳ vọng là nó sẽ go live thì anh chị tiếp tục nắm giữ được, hoặc là anh chị sau khi mà chốt thực hiện hóa lợi nhuận một phần hoặc là hết ha, sau đó mình có thể là mua lại khi mà nó có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh về đâu đó vùng 20.1 cho đến là 31.1, quanh quanh cái vùng đó thì anh chị có thể là mua ở những cái vị thế, ví dụ là từ 30 cho đến từ 20 đến 30%, tức là mình đặt một cái chân vào trước đúng không ạ, mình đặt một cái chân vào trước. Và nếu như ngày 25 nó có ra thông tin là sẽ vận hành hệ thống KRX thì lúc đó các mã cổ phiếu chứng khoán bắt đầu chạy thì mình tham gia nó sẽ an toàn hơn, lúc đó mình gia tăng thêm thôi anh chị đúng không, mình đã có vị thế tốt rồi thì sau đó có những cái thông tin tốt như vậy ra nữa thì mình sẽ gia tăng thêm đối với các mã cổ phiếu chứng khoán. Thì đây là một trong những cái chiến lược tương đối an toàn cho quý anh chị nào mà muốn tham gia đối với các mã cổ phiếu chứng khoán chị nha, anh chị có thể là lưu ý được. Thì nếu như mà có những cái nhịp kéo rướn lên, tăng rướn lên như vậy trong những cái giai đoạn hiện nay, tức là đâu đó nay là ngày 22 thì đâu đó ngày ngày mai chị chúng ta nên thực hiện hóa lợi nhuận chị nha, đặc biệt là đối với HCM. HCM sắp tới cũng sẽ phát hành thêm, vẫn chưa có văn bản rõ ràng chị ha, vẫn chưa có văn bản cụ thể, tuy nhiên sắp tới sẽ có phát hành thêm đối với HCM thì anh chị đâu đó có thể là chốt lời ngắn hạn đối với HCM quanh vùng 33 luôn anh chị nha. Quanh vùng 33 là mình cân nhắc chốt lời thì sẽ nó sẽ rung lắc về quanh vùng 31.6 thì lúc đó mình tham gia lại đối với HCM vẫn chưa muộn anh chị nha. Tham gia lại đối với HCM vẫn chưa muộn. Và đặc biệt đối với anh chị nào mà muốn tham gia phát hành thêm cũng được anh chị. Tham gia phát hành thêm thì mình cứ chốt lời ngắn hạn đi, sau đó mình mua lại. Miễn sao là mua trước ngày giao dịch không hưởng quyền là được anh chị nha. Ok, nói chung là đối với HCM hiện tại nó đang có một cái lực mây đỡ cho nên là hiện tại đối với HCM nó vẫn tương đối là tốt anh chị ha. Về nói về việc giảm sâu thì nó sẽ không có đâu anh chị nha, giảm sâu thì sẽ không có đâu, đặc biệt là nó đang có một cái hỗ trợ toàn quanh vùng 31 luôn đó. Ok ha, nhưng mà HCM thì anh chị có thể lưu ý được quanh vùng 31.6. Sắp tới đây nếu như mà có cái thông tin vào ngày 25 anh chị sẽ có những cái rumor tin đồn sẽ KRX sẽ bị trì hoãn chẳng hạn, hoặc là sàn HOSE sẽ lên những cái thông tin nha, những cái thông báo về việc hoãn trì hoãn thì các mã cổ phiếu chứng khoán sẽ tiếp tục rơi một lần nữa anh chị nha, sẽ tiếp tục rơi một lần nữa. Và lúc đó thì chúng ta hành động của chúng ta là gì, đó là chúng ta đã, thứ nhất là anh chị mới chỉ tham gia 30 20 đến 30% thì mình sẽ lấy cái phần 80 đến 70% đó mình tham gia ở cái nhịp rung rũ, cái nhịp điều chỉnh. Thì cái nhịp điều chỉnh sâu hơn đối với HCM sẽ là quanh vùng 30.2 anh chị nha, 30.2 đến 30.5 là quanh cái vùng đó chúng ta có thể bắt đầu tham gia đối với HCM ở những cái nhịp sau. Đây là một trong những cái vị thế rất tốt anh chị nha, lưu ý ha. Đối với HCM này, VND nếu như mà rung rũ thì rơi vào đâu đó khoảng tầm là 21 anh chị nha, 21. Nói chung là con đối với VND thì hiện tại chắc anh chị cũng chưa chốt lời ngay đâu đúng không? Chưa có vị thế chốt lời đâu. Thì nếu như mà nó rung lắc về vùng 21 thì anh chị có thể tham gia mở mới được. Tham gia mở mới được. Còn nếu như mà trong phiên ngày 25 chẳng hạn, ha, 24, 25 mà nó có kéo lên vùng 22.7 thì anh chị chốt lời ngắn hạn được đối với VND. Đấy nha. Anh chị nào mà đang nắm giữ ạ.
thì có thể là chốt lời ngắn hạn được đối với VND quanh vùng 22.7. Đây là cái vùng cản trong khung tuần. Còn anh chị nào muốn mua mới thì anh chị phải chờ những nhịp rung lắc về vùng 21 để anh chị có thể là tham gia được. Nói chung là đối với các mã cổ phiếu chứng khoán thì anh chị cũng có thể để ý được một cái điều như thế này. Anh chị có thể quan sát trong khung ngày ha. Khung ngày hiện tại nó đang gặp một cái vùng mây tương đối lớn, thì rơi vào đâu đó khoảng 2, 4, 6, 8, 10 nha. Đối với VND là 10, 10 phiên. Đối với SSI là 2, 4, 6, 8, 10 phiên luôn. VCI này 2, 4, 6, 8, 9. VCI là 9 phiên. VIX này 2, 4, 6, 8, 9 phiên. Thì rơi đâu vào đâu đó là trung bình lại sẽ rơi khoảng tầm 10 phiên đi ha, 10 phiên nữa, tức là đâu đó khoảng 2 tuần rưỡi nữa anh chị nha. 2 tuần rưỡi nữa thì các mã cổ phiếu chứng khoán nó bắt đầu nó đi ra khỏi cái vùng mây, và lúc đó nó sẽ có những cái cơ hội để đi xa hơn cũng như là tăng tốt hơn. Và một cái điều giống nhau nữa, một cái điều tương tự giống nhau nữa đối với các mã cổ phiếu chứng khoán hiện nay là đang có một cái lực mây đỡ ở đây, thì đâu đó rơi khoảng tầm 2 tuần rưỡi nữa là nó sẽ tịnh tiến đến cái vùng mây này anh chị em, tịnh tiến đến cái vùng mây này. Và khi nó tịnh tiến đến vùng mây này thì nó đã có một cái lực đỡ rất tốt nha, một cái lực đỡ rất tốt, và nó sẽ đám mây từ từ đi lên anh chị nha, đám mây từ từ đi lên. Thậm chí là khi mà có thông tin tốt về việc KRX Go Live đi ha, thì nó sẽ có những cái nhịp bật tăng rất tốt. Thì do đó anh chị lưu ý trong giai đoạn này, nếu như mà mình đánh cược KRX sẽ go live vào ngày 25 thì anh chị có thể đặt chân một chân vào trước 20 cho đến 30% quanh vùng hỗ trợ đối với các mã cổ phiếu chứng khoán. Sau đó khi mà đã confirm là KRX sẽ đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ lấy số tiền còn lại để chúng ta gia tăng thêm. Anh chị gia tăng thêm. Lúc đó thì sẽ có những cái lợi nhuận cho các anh chị, tuy nhiên lợi nhuận thì sẽ không bằng cái việc là chúng ta full vào những cái vị thế quanh cái vùng hỗ trợ đúng không? Quanh cái vùng hỗ trợ thì nói chung là chúng ta tham gia thăm dò trước để lấy vị thế nha, thăm dò trước để lấy vị thế. Thì sau đó nếu mà có những cái nhịp tăng lên thì chúng ta sẽ tham gia dần vào đối với các mã cổ phiếu chứng khoán. Còn nếu như mà KRX không vận hành trì hoãn chẳng hạn, điều chỉnh thì chúng ta vẫn có thể là lấy được 30 cho đến 70 đến 80% tỷ trọng tiền mặt còn lại, thì chúng ta kho vào lại anh chị, kho vào lại ở những cái vị thế bên dưới, cái vùng hỗ trợ bên dưới, ví dụ là SSI này, thì chúng ta có thể là cover bên dưới là quanh vùng 31 nha, 31 đối với SA. Đó, cover lại thì chúng ta lại có cân bằng được cái vị thế của mình hơn, và chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ đợi trong những cái ngày tháng tiếp theo đúng không ạ? Ngày tháng tiếp theo. Và thậm chí anh chị nào mà muốn mua phát hành thêm á thì anh chị tiếp tục nắm giữ như vậy được. Còn đối với anh chị nào mà muốn không muốn mua phát hành thêm á thì anh chị phải lưu ý ha, mình phải ra hàng trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Anh chị nha, lưu ý nha. Đó là đối với các mã cổ phiếu này. VND là quanh vùng 21 anh chị nha, quanh vùng 21 lấy được. VCI này, VCI trước mắt nó phải lấy lại được cái vùng hỗ trợ 41.6 đó anh chị nha, là một cái vùng nền trên của đối với con VCI, thì hiện tại nó đang ở trong vùng mây tương đối là sẽ khó tăng trong những nhịp sắp tới, cho đó thì anh chị cũng hạn chế tham gia đối với con VCI trong giai đoạn này thì nha. Thì đâu đó khoảng 9 phiên nữa đối với VCI đúng không? Để em đếm là 9 phiên nữa thì anh chị có thể là lúc đó anh chị có thể là tham gia được đối với VCI. Thì nếu như mà trong 9 phiên nữa nó vẫn nằm dưới cái vùng 41.6 thì anh chị có thể là tham gia trước một chân vào trước 20-30% tỷ trọng, hoặc là 10 đến 20% thôi, tham gia thăm dò thôi anh chị. Vượt lên được mốc 41.6 anh chị gia tăng thêm nha, trong 9 phiên nữa đó, thì lúc đó nó bắt đầu nó trở nên thoáng hơn rồi anh chị, thoáng hơn, và lúc đó nó có cái những cái cơ hội là có những cái nhịp bật tăng xa hơn đối với con VCI. Anh chị lưu ý ha, mình bây giờ hiện tại chưa vội tham gia làm gì anh chị nha, đối với con VCI đặc biệt là chưa vội tham gia để làm gì hết anh chị nha. Rồi tốt nhất là chờ 9 phiên nữa. Mặc dù là chúng ta mua muộn chẳng hạn anh chị ha, mua muộn chẳng hạn, hay là cái lúc mà trong 9 phiên tới nữa nó có vượt lên được quanh cái vùng 42 chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta tham gia cũng không muộn đúng không ạ? Tham gia cũng không muộn. Tại vì lúc đó chúng ta đã nắm chắc được cái cơ hội đó là con VCI nó sẽ có những cái cơ hội tiếp tục tăng lên, tiếp tục bật tăng lên những cái vùng biên trên. Đối với VCI thì target trong cái nhịp lần này sẽ đâu đó vùng 44 anh chị ha, 44. Đó anh chị lưu ý được những cái điểm này. Ok, thì đó là đối với con VCI này, VIX. VIX hiện tại thì nó đang tích lũy đi ngang trong cái khung
daily thôi, thì em, như em đã nói thì nó đang trong cái vùng mây, nó đang có những cái áp lực, cho nên là để nói về những cái nhịp tăng mạnh thì sẽ không có, đúng không ạ? Về SSI nó có những cái nhịp tăng mạnh là có những cái thông tin về phát hành thêm nha, HCM cũng tương tự, nó sẽ có những cái thông tin về phát hành thêm, do đó thì nó sẽ có những cái nhịp tăng tốt. Tuy nhiên đối với VCI, VAX thì nó sẽ không có những cái thông tin như thế này, cho nên là nó tích lũy đi ngang, tích lũy đi ngang là chuyện rất là bình thường. Thì đối với VAX thì đâu đó khoảng là nãy em đếm không nhầm là 9 phiên nữa thì chúng ta tham gia chưa muộn. Anh chị nha, tham gia là chưa muộn đối với con VAX. Thì trong 9 phiên tới nữa, nếu như mà VAX vẫn nằm quanh cái vùng giá 16 thì anh chị có thể là đặt một chân trước. Anh chị nha, đặt một chân trước đối với con VAX thì quanh vùng 16 là anh chị có thể tham gia được. 16 cái vùng hỗ trợ tương đối tốt đối với con VX sẽ là quanh vùng 15.7. Nha, 15.7 cho đến là 16 thì mình có thể là cân nhắc tham gia được. 16.3 thì phải, đúng rồi, 16.3. 15.7 cho đến 16.3 thì anh chị có thể tham gia được đối với con VX trong 9 phiên nữa nha, trong 9 phiên nữa. Và khi nào gia tăng đối với con VX thì khi nào nó vượt lên được cái vùng biên trên của nó, tức là nó lấy lại được cái hỗ trợ Kijun bên trên là quanh vùng 17.2 đối với con VX thì lúc đó anh chị gia tăng thêm. Được ha, gia tăng thêm được. Hoặc là anh chị nếu như mà có thông tin về ngày 25 KRX nó đi vào hoạt động và bắt đầu nó có những nhịp tăng rướn lên thì anh chị tham gia vào cũng không muộn luôn nha, cũng không muộn. Mà mình chắc chắn là đối với những cái thông tin, đối với những cái thông tin tốt tích cực như vậy thì các mã cổ phiếu chứng khoán nó sẽ có những cái nhịp tăng rất tốt, thì lúc đó anh chị tham gia cũng chưa muộn luôn anh chị nha. Ở do đó thì anh chị lưu ý được ở những cái điểm như thế này và lên được những cái chiến lược mua khi mà đối phó với những cái thông tin nha, đối phó những cái thông tin mà nó chưa có những cái confirm xác thực. Cho nên là khi mà mình đánh đặc biệt đối với những cái mã cổ phiếu mà sắp tới có những cái phát hành thêm á thì chúng ta phải để ý ha. Ok, thì nói chung là như vậy thôi anh chị, thì em chủ yếu là lên video để có thể là hỗ trợ cho các anh chị về các chiến lược, về các mã cổ phiếu chứng khoán. Nếu như mà các anh chị không biết là phải hành động như thế nào thì anh chị cũng có thể là tham khảo anh chị ha, về dưới góc nhìn của em về thực hư chuyện Go Live hệ thống KRX vào ngày 25 tháng 12 anh chị nha. Vẫn chưa có những cái thông tin xác nhận nào, anh chị phải lưu ý ha, vẫn chưa có những cái thông tin xác nhận nào là KRX có thể là hoạt động hay là vận hành hay là không vận hành vào ngày 25 tháng 12. Tuy nhiên theo góc nhìn của em nha, theo góc nhìn của em và lên những chiến lược để chúng ta có thể là giao dịch tiếp theo đối với các mã cổ phiếu chứng khoán này hành động như thế nào đó, cho nên là ok ha. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi cái video khuyến nghị mã cổ phiếu của em Thanh Thúy. Anh chị nào mà quan tâm yêu thích thì hãy thả ngay một nút like anh chị, thả ngay một nút like để ủng hộ tinh thần em cũng như là tăng tương tác cho kênh quý chị nha. Anh chị nào mà đang xem video thì hãy lướt xuống ngay dưới cái phần bình luận anh chị, thả những cái trái tim màu tím giúp em anh chị nha, thả những trái tim màu tím để cho cái video này nó viral hơn, nó đến với được tiếp cận được nhiều người hơn anh chị, tức là tăng tương tác hơn. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành trên chặng đường đầu tư thì anh chị cũng có thể liên hệ số điện thoại 0949083953 đang có ở trên màn hình. Anh chị nào thì em sẽ hỗ trợ về mở tài khoản chứng khoán SSI để chuyển ID về bên em được hỗ trợ chăm sóc cũng như là có được những cái tín hiệu mua bán kịp thời. Anh chị nào mà chưa tham gia vào room Zalo cộng đồng thì có thể là quét mã QR ở góc trái màn hình để tham gia vào room Zalo, thì em sẽ hỗ trợ cho tất cả quý anh chị về trả lời về các mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm. Ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những video khuyến nghị mã cổ phiếu tiếp theo và trong những buổi live tiếp theo. Chúc cho quý anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và an lành bên gia đình, cũng như là chúng ta hãy cùng tận hưởng những ngày cuối tuần cùng với mùa Noel thật là vui vẻ anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.